Ờ, chắc là đồng nghiệp của chúng ta đó Trâm à? Đúng. Chúng ta đặc vụ không không thấy. Hãy cùng làm quen với những đồng nghiệp của chúng tôi. Xin mời. Thấy công chưa nhận. Không, đây mới là không không thấy nè. Dạo này trời nắng lắm hả? Ừ, nắng quá. Sao đeo kính đen kiên trì vậy? Một lát tôi cầu cho đeo kính đen để nhìn lên màn hình LED. Đố thấy được gì? Chúng ta có thể giới thiệu một chút về mình đi nào. Nguy hiểm nè. Em trước. Chờ em một xíu. Cũng ngựa lắm. Ừ. Where are you from? Heo ớt. Tôi hiểu rồi. Đưa bà cái mic kìa. Bảo quạt quạt nãy giờ rồi. Các bạn, chúng tôi muốn biết các bạn sẽ lấy biệt danh cho đội mình là gì. Một cái tên thật là mỹ miều, nguy hiểm. Tên tụi em rất là nguy hiểm á. Đó là team sữa bột. Sữa bột. Tôi cảm thấy một cái gì đó nó rất là liên quan ở đây đó. Đón xem tập 5 sàn đấu ca từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.